Sau khi di chuyển từ trung tâm huấn luyện Mokpo đến Cheonan vào chiều ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại khu huấn luyện thể thao trực thuộc thành phố. Trước khi buổi tập diễn ra, các cầu thủ và ban huấn luyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cơ quan chính quyền thành phố Cheonan. Tại đây, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố lớn thứ 18 của Hàn Quốc đã có những phần quà ý nghĩa chúc mừng cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đồng thời, đông đảo người dân sống ở thành phố cũng chào đón các cầu thủ bằng cờ hoa và những nụ cười nồng ấm. Ngay sau đó, các cầu thủ U20 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ nhàng nhằm tạo tinh thần hứng khởi cho các cầu thủ. Ngoài trường hợp phải chia tay đội tuyển sớm để tiếc nuối của hậu vệ Tiến Anh, lực lượng của U20 Việt Nam vẫn được đảm bảo. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chú trọng vào mục tiêu cải thiện tâm lý cho các cầu thủ hơn là việc nâng cao thể lực so với những buổi tập trước đó. Bởi thời gian cận kề ngày khởi tranh, có lẽ điều cần thiết là đôi chân của các cầu thủ có được sự thoải mái. Thật ra đến cái thời điểm này là chúng ta phải công tác chuẩn bị đã hoàn chỉnh. Như buổi tập hôm nay chúng ta cần nâng cao cái chất lượng, nâng cao độ khó và cường độ. Thì buổi tập rất là ngắn nhưng cường độ rất là cao. Buổi tập hôm nay các em chơi rất là tốt. Vấn đề chính là chúng ta có tự tin, chúng ta có tinh thần tốt hay không thôi. Nhưng mà tôi hy vọng là thông qua những cái buổi tập như thế này, các bạn thấy là tinh thần các em rất là tốt, sự quyết tâm rất là cao. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những cái cơ hội rất là tốt trong trận đấu tới. Tình hình của đội bóng hiện nay rất là tốt, tinh thần và như là sự chuẩn bị của đội rất là tốt để trận đấu đầu tiên với New Zealand. Theo những chuyến tập huấn ở Đức và những trận cọ sát nhá, Argentina cũng có thể hình tương tự vậy, bọn em cảm thấy rất là bình thường, không lo lắng gì. Chỉ còn một ngày trước khi vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc khởi tranh và 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đối thủ đến từ châu Đại Dương là New Zealand. Điều mà thầy trò huấn luyện viên người Khánh Hòa cần lúc này có lẽ là sự ủng hộ của người hâm mộ nơi quê nhà để các cầu thủ ra sân với một tinh thần thoải mái và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.